Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Và ở đây thì mình đang có một mẫu laptop gaming siêu hot Asus ROG Strix G15 phiên bản 2022 với thiết kế cực kỳ bắt mắt, cấu hình mạnh mẽ với bộ đôi AMD Ryzen 9 6900HX và card đồ họa RTX 3070 Ti. Và giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop gaming này nhé. Như mình đã nói ở trên thì Strix G15 sở hữu cấu hình cực kỳ khủng với AMD Ryzen 9 6900HX, một mẫu CPU Ryzen 6000 series mới nhất của AMD sẽ giúp tối ưu hiệu năng cũng như là nhiệt độ hơn so với các phiên bản cũ. Và bên cạnh đó thì G15 còn được trang bị sẵn hệ điều hành Windows 11, đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti thế hệ mới nhất, đem lại hiệu năng vượt trội với TDP lên tới 150W, RAM DDR5 mới nhất với dung lượng 16GB, ổ cứng SSD 1TB mang đến tốc độ phản hồi và truyền tải dữ liệu cực kỳ nhanh chóng. Và theo mình thấy thì đây là một cấu hình cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Và với những thông số trên thì các bạn không chỉ thoải mái trên các game hot mà vẫn có thể xử lý các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu làm việc của mình. Và ngoài ra thì phải kể đến công nghệ Musquiz giúp giảm độ trễ, tăng FPS, mang lại trải nghiệm giải trí hoàn hảo khi chiến các tựa game nặng. Và bên cạnh cấu hình thì hệ thống tản nhiệt cũng rất được người dùng quan tâm. Và so với các thế hệ tiền nhiệm thì Strix G15 đã có nhiều cải tiến đáng kể khi sở hữu công nghệ tản nhiệt thông minh ROG giúp tối ưu tốt hơn khả năng tản nhiệt của các thành phần quan trọng là CPU và GPU khi các bạn chơi game trong một thời gian dài. Và ở đây thì Asus sử dụng keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp giảm nhiệt độ CPU lên tới 10 độ C so với keo tản nhiệt truyền thống, cùng với 4 khe thoát nhiệt được bố trí xung quanh máy đảm bảo cho G15 có thể loại bỏ lượng nhiệt dư thừa một cách hiệu quả nhất. Và một điểm đáng giá khác phải kể đến trên Strix G15 này đó chính là màn hình. Với kích thước 15.6 inch, màn 2K cực sắc nét, tần số quét 165Hz để cho các bạn có thể chiến mọi loại game. Nhưng đó chưa phải là tất cả, các bạn sẽ có một chiếc màn hình được bao bởi 3 cạnh viền siêu mỏng cực sexy, tấm nền IPS. Theo thông số của nhà sản xuất thì độ sáng của màn hình lên tới 300 nits và độ bao phủ màu lên tới 100% DCI-P3, cung cấp màu sắc và độ sáng khá chuẩn. Nên ngoài việc sử dụng để chơi game giải trí thì các bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ đồ họa trên chiếc màn hình này. Và truyền thống của Asus và dòng ROG sẽ không có webcam và G15 cũng không ngoại lệ. Và với những chiếc laptop gaming, Asus chưa bao giờ làm mình cảm thấy thất vọng về thiết kế và dĩ nhiên thì Strix G15 cũng không ngoại lệ. Với thiết kế đậm chất gaming và nổi bật với hệ thống LED RGB đa sắc màu, logo ROG vẫn được đặt lệch về phía một bên, mặt lưng bị chia cắt một phần. Và có thể thấy thì thiết kế của G15 có nhiều điểm khá giống so với SCA G17 mà mình đã review trước đó. Và mặt trước thì được làm bằng kim loại chắc chắn, cùng thiết kế tối giản với duy nhất tông màu đen mạnh mẽ. Tổng thể máy hoàn thiện cực kỳ chắc chắn và các bạn có thể dễ dàng mở máy bằng một tay. Và ngay phần phía dưới sẽ là phần bàn phím. Layout bàn phím năm nay thì khá giống với phiên bản cũ, vẫn là bàn phím tiêu chuẩn, hành chính phím sâu, độ nảy tốt. Đặc biệt còn được trang bị LED RGB Bokeh và có thể đồng bộ với LED ở phần đáy máy như phần mềm Aura Sync, đem đến hệ thống RGB chiến game cực màu sắc và đậm chất gaming. Và bên cạnh đó thì phần topbar với diện tích khá lớn, thoải mái cho mình sử dụng khi không mang theo chuột rời mỗi khi ra ngoài. Và ở đây thì G15 có hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ với hai cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và jack audio combo. Hầu hết thì các cổng kết nối này thì đều được đặt ra đằng sau, rất là thuận tiện cho việc DJ hay kết nối với các thiết bị rời như là chuột hay là cổng mạng. Dung lượng pin cũng là một yếu tố được người dùng quan tâm. Ở đây thì Strix G15 được trang bị pin 4 cell với dung lượng lớn lên tới 90Wh. Và với dung lượng này thì có thể đáp ứng tạm ổn nhu cầu sử dụng trong một buổi làm việc. Và con số cụ thể về thừa lượng pin kéo dài bao lâu sẽ khó có thể đo đạc được vì cấu hình của sản phẩm rất là cao. Và để sử dụng linh hoạt hơn trong khi di chuyển, máy còn hỗ trợ sạc lên tới 100Wh qua cổng Type-C. G15 có thể sạc từ 0% lên 50% chỉ trong 30 phút. Và một ưu điểm khác của G15 đó là được trang bị thêm Wi-Fi 6E, thế hệ Wi-Fi mới nhất thúc đẩy băng thông tối đa, tăng tốc độ đường truyền, giảm độ trễ, tránh tình trạng giật lag khi các bạn sử dụng Wi-Fi để chơi game. Và nhìn chung thì sức mạnh vượt trội của ROG Strix G15 là sự kết hợp từ combo AMD Ryzen 9 6900HX và RTX 3070 Ti cùng màn hình 2K siêu đẹp với thời lượng pin đáp ứng đủ cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí một cách tuyệt vời. Chắc chắn G15 sẽ là một lựa chọn đáng mua cho nhiều đối tượng.
lượng. Và cuối cùng sẽ là phần test game và test hiệu năng của máy để các bạn có thể tham khảo nhé.